bển á là nó không có giặt, là dạng ít lụm gì nó bán cho mình 1.200, 1.400 một con. Rồi. Nó em ở bển là em cũng cắn răng mà em mua. Hồi đó là em chưa biết anh Vũ phải không? Đó, em cắn răng em mua. Cứ ít là không biết ít đực, ít cái gì là cứ 1.200 con thôi. Cứ 1.200 1.200 một con là mình đi bắt còn giao tới chỗ chừng 1.400 á. Nói chung là không không có được cái, nói chung người không ta bán. Không có biết được cái, biết cái không có giặt. Nói thẳng là vậy à. Và mua được cái này cũng đỡ biết nhiêu tiền thức ăn rắn ha. Thì bởi rồi đi bắt chuột rồi thêm. Nói vậy đó, rồi có anh Vũ rồi đâu có bắt chuột bắt gì nữa. Ba anh Vũ cho ăn. Không, bắt hết anh Vũ. Trời trời, đâu có anh Vũ, bắt anh Vũ cho ăn. Rồi kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị bạn, hôm nay mình quay chia sẻ cho anh chị các bạn và anh chị các bạn có xem những cái video mình cho ép trứng của họ mình giặt ít giặt đó các bạn. Rồi chút xíu mình lại đang quay cho anh chị các bạn xem thực tế một cái nữa là mình tạo trước khi mình tạc trứng các bạn. Một hồi mình lại đang mình quay cho anh chị các bạn xem. Và hôm nay hiện tại bây giờ là mình đang bán ít giặt cho anh Tài. Là anh Tài chịu xiên lắm. Tháng đâu lên đây mấy lần vậy ạ? Nè Tài đã chào bà con nha. Anh Tài chạy gắn nè, chưa mới nuôi gắn mà chưa chạy gắn các bạn, cũng thời gian tới dự định vậy đó. Hiện tại giờ bắt ếch thì còn một số nồng nọc lại các bạn. Nay có anh Dương ở Bình Thuận vô đây, vào đây nữa đang đặt ếch mình nè bà con. Bà con coi ếch giặt của anh Vũ nè bà con, này ảnh bắt ếch giặt nha bà con. Đó, về cho gắn ăn thôi chứ không buôn bán gì nè bà con. Này nó con này chắc cũng 5 con ký à. Cái này chắc đăng xong lên ném đá qua bắt ếch ngoài đường nước, nói đường nước đi. Ếch giạt. Không ếch đó giạt thiệt, nó giạt thiệt mà giạt mấy đợt trước nó ra ngoài này nè. Mình xả ra ngoài như mấy con nhỏ nhỏ là gặp nồng nọc ra là đớp 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 nó mau lớn lắm. Nè, nhóc chân nè. Nè mấy ếch. Đó. Đó là vài bữa nó ra nồng nọc nhỏ hơn là nó ăn ăn nó lớn vậy nó mau lớn lắm. Nè, nay có anh Dương nè, anh Dương nói vào không? Dạ. Vô trong đây là ở ngoài là gọi về miền Trung ha ta? Dạ, đó gọi Nam Trung Bộ đó. Nam Trung Bộ hả? Nam Trung Bộ. Ở Bình Thuận là Nam Trung Nam ha, ở Trung hả? Nam Trung Bộ dạ. Đúng Nam Trung Bộ. Cầu miền Trung á, Đồng Nai là cộng Đông Nam Bộ. Vừa bước qua Bình Thuận là qua Nam Trung Bộ. Dạ. Rồi anh Dương cũng vô đây học hỏi và đặt ếch của mình nha các bạn. Ồ, xả kìa. Hay quá, nằm trong ống lự chứ. Đó. Ngồi trong lũ khổ kìa. Con ếch nó ngồi trong hang, trời ơi, một đống luôn. Kìa. Trời ơi. Mày đó nhóc. Rồi ra na hiện tại ngày nay mà được 7.000 con ếch giạt các bạn. Rồi bữa nay được 7.000 với một túi nồng nọc nó là 8 khên các bạn. Tài dồn em như em mắm vậy đó. Một về một khên như vậy bò để tới 1.000 con. Ở bển là nó không có giặt, là dạng ít lụm gì nó bán cho mình 1.200, 1.400 một con. Rồi. Nó em ở bển là em cũng cắn răng mà em mua. Hồi đó là em chưa biết anh Vũ phải không? Đó, em cắn răng em mua. Cứ ít là không biết ít đực, ít cái gì là cứ 1.200 con thôi. Cứ 1.200 1.200 một con là mình đi bắt còn giao tới chỗ chừng 1.400 á. Nói chung là không không có được cái, nói chung người không ta bán. Không có biết được cái, biết cái không có giặt. Nói thẳng là vậy à. Và mua được cái này cũng đỡ biết nhiêu tiền thức ăn rắn ha. Thì bởi rồi đi bắt chuột rồi thêm. Nói vậy đó, rồi có anh Vũ rồi đâu có bắt chuột bắt gì nữa. Ba anh Vũ cho ăn. Không, bắt hết anh Vũ. Dạ trời, tưởng đâu có anh Vũ, bắt anh Vũ cho ăn. Yeah. Nhiều cái nó nói là mà mai mốt em anh có nhiêu anh lên bắt anh bao nhiêu. Anh biết sao, người miền Tây mình nói vậy đó, người Nam mình nói vậy. Nói mai mốt chạy trốn, gặp lên chạy trốn, sợ bị bắt. Cũng có một số anh em á, với mà Tài Vinh nó nói có chỗ bán ếch mà 500-600 đồng. Tôi xin lỗi, cả cái tỉnh Tây Vinh này không có giá mà 500-600 đồng. 1.400, 1.200 một con. Sao rồi nổi rồi.
Tôi nói thiệt, tôi từng đi mua tôi biết. Tôi không có nói xạo. Mua về cho gắn ăn luôn. Ừ. Trời ơi. Chứ không phải là mua về nuôi. Vậy là này là chán rồi, lên đây mua ngàn mấy con được nắm. Họ không tính con mà tính nắm. Không, nó nói chứ nếu mà cái này mà đi mà bán là lời dữ lắm. Thiệt. Mà làm cái nghề này mà như mà mình mua giá này phải không, rồi mình đi bán một ngàn tư, một ngàn hai giờ bán ngàn thôi. Quẹ. Lời dữ dằn lắm á. Ngàn gì, bán chừng 800-900 thôi. Chứ. Mà tôi làm vậy không có được. Đó. Đâu phải buôn bán đâu. Mình không phải là mình buôn bán gì hết trơn, nó thẳng là vậy. Cũng như anh Vũ anh kêu bắt bán vậy ai cần gì mà bán kiếm lời. Không phải, mới đầu là tính thả, có nhiều người hỏi mua mà mình tính thả không à, chứ mình không có tính bán, mà đâu phải cũng lựa chọn người bán chứ đâu phải bán thí đại đâu. Có nhiều người ta sợ, người ta nói mình, người ta gạt mình, nói ấy sợ về người ta dưỡng lên ta bán ít con. Cũng tội nghiệp, thì thấy anh cũng thiệt tình quá em mới bán như vậy, bán anh như cái giá như vậy và cho về cho gắn ăn như vậy. Nếu có về thay nước thôi, nước có cái gì khác. Hôm nay anh quay cho anh chị bạn xem những cái dèo hổm mình mới tạc trứng đó các bạn. Mình cũng có mình tạo trước, nó đã xanh trước đó. Hôm nay đợt hổm mình đã có làm những video đó rồi, đợt này mình làm lại là cái đồng bày này bày sau nha các bạn. Bày sau mình quay cho anh chị bạn xem là nồng nọc với rất đạt luôn. Nó tảo nó lên sớm nó là nó sẽ không có xì bọt xì béo, nó đủ lượng oxy trong tảo, nó sẽ phát, nó có oxy cho nồng nọc sống mà nồng nọc nó phát triển luôn các bạn. Nồng nọc sáng này là nồng nọc mình đúng 6 ngày tuổi mà đó các bạn. Mình cũng có mình tạo trước, nó đã xanh trước đó. Hôm nay đợt hổm mình đã có làm những video đó rồi, đợt này mình làm lại là cái đồng bày này bày sau nha các bạn. Bày sau mình quay cho anh chị bạn xem là nồng nọc với rất đạt luôn. Nó tảo lên sớm nó là nó sẽ không có xì bọt xì béo, nó đủ lượng oxy trong tảo, nó sẽ phát, nó có oxy cho nồng nọc sống mà nồng nọc nó phát triển luôn các bạn. Nồng nọc sáng này là nồng nọc mình đúng 6 ngày tuổi mà nếu 6 ngày tuổi như vậy là nó nằm giá trung bình chứ không có tốt như vậy rồi các bạn. À, quay cho anh chị bạn xem hiểu là cái nồng nọc 6 ngày tuổi này là nó không bằng bề nồng nọc của hổm, là mình cho quay cho anh chị bạn xem là nồng nọc ếch này nó đã già nè, mình ếch giạt hổm, ếch nái giạt hổm, quay cho anh chị bạn xem đó. Là anh chị bạn, nếu anh chị bạn xem mà so sánh nồng nọc 6 ngày con ếch mà đẻ 2-3 lần là dưới nồng nọc đẻ 5-6 lần là nó sẽ như vậy, nó sẽ chậm hơn, chậm phát triển hơn mà và những con phình nhiều là nồng nọc đực không, đuôi đen không các bạn. Quay cho anh chị bạn xem là nếu mà cái những con ếch nái mình đực hẩm mình dạt ra rồi mình bán về anh chị bạn nuôi ép ra là từ đó tới sau là ếch đực nhiều lắm. Mấy giờ này lên xanh đậm hơn nữa. Lượng nồng nọc nếu anh chị bạn thường ép nhất giờ nó hé nắng lên là nó nheo như vậy là biết lượng nồng nọc nó dày cỡ nào. Trong camera có thể khó thấy. Nheo đều hoàn hết. Và mình quay thực tế cho anh chị bạn xem, còn bên đây là mình không có tạo trước nè các bạn. Là nước tới bữa nay ngày thứ 6 mà nó còn cà trong nè. Nồng nọc nó ốm, nó phình hơn. Đó, mình quay mình làm năm mình để một cái bồn thực tế cho anh chị bạn xem là bồn này là không tạo nước nó trong, giờ muốn thấy đáy chứ nồng nọc nó cũng không có tốt bằng người ta, nó không có tròn bằng người ta nữa. Nó nước trong là dở, bởi vậy nồng nọc nó cần tạo. Bữa nay thực tế này có anh Dương nè. Đó, Dương vô học thực tế này mới được chứ. Cái gì cái thực tế đó mình chỉ nó dễ hơn mà người ta có nhiều người muốn học hỏi mà hô xa quá. Dương từ Bình Thuận vô đây xa gì đâu. Người ta vẫn bình thường, có nhiều người ở miền ngoài, ở Đà Nẵng cũng qua cũng ở vô đây mà. Sao này mình phơi nắng lửa lên hay sao? Hả? Hay là mình phải tạt như thế nào hay như thế nào? Mình tạo lúc nhỏ vô như những cái bồn mình chuẩn bị ép mà mình đưa nước vô, có mình có nước tảo mình đo đủ độ sạch đó,
mình đo độ anh nè, 3H với độ pH á nó ổn định rồi mình bơm qua đây một phần thôi. À, nó có đạm là nó sẽ phát triển lên, hoặc có khoáng, khoáng mình tạt là nó cũng nhanh lên. Nhanh lên tạo. Khoáng nhiều loại khoáng nha, phải chọn lựa chọn khoáng nào dễ lên tảo, mình tạt là nó có tảo nó ăn nó phát triển, nó phát triển lẹ. Thường thì mình tạt cái khoáng gì vậy? Ông khoáng thì chút nữa vô chị nói giờ dốt mà đâu biết đọc tiếng Anh tiếng ngu như người ta. Cái dèo bả nó nước tảo nó lên đậm hơn dèo này nè. Đậm hơn chứng tỏ là nó chậm dơ hơn, là lượng nồng nọc nó thưa hơn. Thường nọc nếu mà sáng càng quan sát cái dèo này nó sẽ thưa hơn dèo này. Hiện tại hơi nọc nheo mình cũng biết rồi, nồng nọc lên nó nheo lên xuống mình dậm. Cái nào tại có nhiều người kêu điện chỉ mình đâu thấy đâu, mình biết cái nguồn nước sao, ví dụ như nhìn trong cái ví dụ như hiện tại mình thấy thực tế là nó đã mắc hơn với lại rõ hơn cái vụ mà quay những cái video như vậy. Nó không có nhìn, nó không có chuẩn, nó không biết trước được, chứ không biết cái lượng nước mình sao, thiếu oxy, cái màu nước nó cũng khó tính. Cái nước này là hiện tại theo mắt dòm là nước này là nếu mà mình thay được nè, nước này hơi dơ nè, nếu mà để ngày nay mà không thay, ngày mai không thay, chiều mai nó hao sát nhiều, nó có thể hao nhiều. Để làm quen rồi giờ mình biết. Còn nhiều người chụp gửi qua như gửi hình Zalo rồi qua mình giờ không có rõ được, nhớ gửi những người déo giờ không được bằng thực tế. Hai giờ này là hiện tại bốn giờ, hai giờ này không đậm mà chỉ có hai giờ bìa là đậm. Tại hổm tạt năm dèo lần mà dèo đó mất, để cả cá vô cái đầu để xúc nồng nọc sơ sơ rồi còn xả bỏ không. Coi video mình hôm nay làm chia sẻ anh chị các bạn ở đây thôi. Chào tạm biệt chị và các bạn.